Ôi cha ơi, trùng hẳn luôn. Đây đây đây, ớt tập đó. Đấy, tập 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 phụ thôi. Được cắn chai khiển đó. Ra bỏ trong thùng đá. Vừa có luôn. Có không nhỏ? Đẹp à? Cái cải cặp cả.
Rồi, mày bữa ấy. Hình như là có vẻ không được anh ạ. Rõ rồi là. Sao? Chứ được. Con đi đó chứ hả? Con đang quay đó chứ. Chạy đi mô. Sức sức mình chạy. Thằng anh đánh phía trong đấy. Thằng anh phải đánh phía trong đi. Thôi chú. Ui giời. Rồi. Nhỏ tí. Ừ, đi theo luôn, hắn kẹo căn lùi luôn này. Như nhỏ tí vậy. Hạ nha. Bảo vệ sân chơi. Nhỏ mà. Đấy nhỏ nó bình thường. Ờ đây con nữa, con nó có vẻ được này, hay là hẳn nó nhỏ đấy trời. Ờ nữa. Ê, cả bay mới bỏ bú. Thôi trả. Thôi thôi thả. Nhỏ đi thả to. Mô hắn nói bằng nói con đi ngoan thôi. Thả thả thả. Ừ, cha ơi tùng hẳn luôn. Đối nghệ bằng giật luôn. Em tưởng mắc. Được chứ không để nổi. Cũng được chứ phải nhỏ. Hả? Gì trời.
Mặc. À được rồi. À cả này. Đấy. Rắn mà. Ừ. Kỹ. Biết được kỹ không? Chơi đã lại dùng cái không cần không cần kem đấy. Chắc hoặc vòng lực dưới ạ. Mẹ chị đó, thả ra chứ. Cả cái con ăn vừa ăn xong mắc trụng cái chí á. Ôi cho con là to. Đấy. Con là to rồi đó. Kéo đấy kéo chứ không vô cấy tê. Úi giời 2 cân. Ừ. Hơn hơn 2 con, con phải 2 cân. Có bà cần không coi nó giờ giờ coi nó chờ con đẹp quay 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 cầm cầm cả đuôi lên. Ui đẹp còn 3 cân đó. Chạy đi mua hết trả rồi. Con nhỏ này nhanh hơn ăn trước. Con to mà nhanh hơn là mình được con to rồi. Nhỏ là ta hấp tấp. Kiểu như nó phải được thế này kiểu nó có cả. Ăn được à? Con đôi thôi. Cái chỗ này nếu áng để ý là đừng hòng biết chỗ này có cá. Bên ý mới bắt là cá to rồi đó. Cho bình thường buổi chiều chỗ nào cá không to mày không? Ký tao lúi thôi. Có nên hơn ký đấy, được ký không? Được, thoải mái. Em nổ mày đi anh à. Hay. Ăn rồi à? Hay. Đó, để thử sang đánh. Từ từ. Mày mà không chịu tài được cái lại như tôi. Nhỏ con cá. Mọi người nha. Này mình nhà. Cùng ngày hôm nay nghe đây. Thank you.
mấy con lợn đang là một con rô phi nha mọi người, phi to đấy.